Rồi bây giờ mình sẽ xem xét một số bài làm của các bạn nha. Theo kinh nghiệm của thầy thì các bạn làm bài 1 này ít có sai lắm, bài nó cũng quá đơn giản mà. Rồi tới đây thì cũng cũng ổn, không vấn đề gì. Ủa nhưng mà ở đây bạn mình chưa biến đổi khúc này nè nha. Bạn mình chưa biến đổi khúc này, phải biến đổi khúc này rồi mới bắt đầu nhập hàm được. Bạn mình chưa biến đổi khúc này mà đã nhập hàm được là thấy có vấn đề nha. Coi lại. Bạn phải làm lại gửi lại thầy nha. Bắt buộc nha. Không làm lại gửi lại là 5 điểm nha. Rồi. Hệ phương trình trạng thái không phải là phương trình trạng thái nha, hệ phương trình gồm nhiều phương trình. Hệ phương trình trạng thái có dạng như thế nào? X chấm bằng AX cộng BU. Em phải nói rõ là hệ phương trình trạng thái của mình có dạng là X chấm bằng AX cộng BU, Y bằng CX cộng DU, trong đó A, B, C, D là như thế này. Trong đó X là cái ma trận biến trạng thái, thấy không? Y là ngõ ra, phải nói rõ như vậy chứ tự nhiên cái hệ phương trình, cái phương trình trạng thái là cái bục A, B, C, D không được. Ha. Ghi lại, còn nhận xét này thì không cần thiết phải ghi đâu. Cái nhận xét này không cần thiết phải ghi, mấy em ghi thì tốt, còn không ghi thì thôi ha. Rồi bài của nhóm 3 thì khắc phục được cái bài của vừa rồi nè, có nghĩa là bạn có biến đổi cái khúc này rồi sau đó bạn mới xây dựng phương trình trạng thái. Rồi hệ phương trình trạng thái, trời ơi ghi vậy thôi hả, phải ghi đàng hoàng ra. Hệ phương trình trạng thái là có dạng x chấm bằng x cộng bu, y bằng cx cộng du, trong đó abcd là cái gì? Tự nhiên chụp cái màn hình quăng vô rồi thôi à, làm quá ẩu nha, làm quá ẩu. Nhóm sát thủ nữa, trời ơi. Cái này à, rồi rồi. Có nghĩa là bạn giải lý thuyết, sau đó bạn dùng MATLAB, bạn giải, bạn nhập hàm vô rồi bạn kiểm tra kết quả hai bên có giống nhau, bạn thấy giống đúng không? Ừ, ok. Còn một cách kiểm tra khác có nghĩa là bạn sẽ nhập trong MATLAB Simulink cái khối này, bóc khối ra, khai báo các khối hàm truyền, khối sum này nọ. Xong rồi bạn tính bạn bạn dùng cái lệnh này để bạn ra được cái hàm truyền, rồi bạn tạo một cái khối trong MATLAB Simulink Transfer Function nó chứa cái hàm truyền này, rồi bạn cho cùng một ngõ vào tác động vào cái khối này. Và cái khối này rồi ở hai ngõ ra chỗ này nè. Dưới đây bạn đưa ra cái ngõ ra ở scope, ở cái dao động ký bạn kiểm tra coi hai ngõ ra nó giống nhau hay không, giống như bữa trước thầy có cái clip hướng dẫn để kiểm chứng đó, để coi là mình biến đổi có đúng hay không á, thì có thể kiểm chứng. Hệ phương trình toán học không phải phương trình toán học, có dạng là x chấm bằng x cộng bu, y bằng cx cộng du, trong đó x là cái gì, y là cái gì, a b c d là cái gì, chứ tự nhiên bùng một phát cái ra a b c d không ai hiểu gì cả. Thầy chấm mấy bài mà như vậy chắc là mấy bài sau cũng vậy thôi, mấy em làm rồi gửi lại cho thầy nha. Ở đây bạn mấy bạn mình kiểm chứng nè. Ủa? Mô phỏng và kiểm chứng có nghĩa là em cho một cái tín hiệu điện áp, tín hiệu ngõ vào là một cái hàm nấc đơn vị tác động vào cái đối tượng này, và cái đối tượng đã được tính toán ra thì bạn chịu chiếu lên scope bạn coi hai thằng nó khác nhau một trời một vực gì sao là em chịu được, nó phải giống nhau chứ, nó khác nhau một trời một vực vậy là có vấn đề gì rồi, phải coi lại nha. Chịu khó làm lại gửi thầy nha. Ờ à, đây nè. Ờ được rồi nè, ok. Còn cái sự chênh lệch nhỏ nhỏ này là do mấy cái khối đạo hàm này nữa đó, mình không thể nào chính xác hoàn toàn được, mình cho ví dụ như không có cái gì hết thì mình cũng phải để là 0.001 nhiều vô, nhiều số 0 vô. Thì do có cái thành phần 0.001 đó cho nên nó mới xuất hiện cái sự sai số này. Ừ. Rồi thầy chấm hai bài đầu vậy thôi, mấy em làm lại rồi tuần sau gửi lại lớp, gửi lại cho lớp trưởng tổng hợp gửi lại một thằng lần nữa. Còn mấy em không soạn là trừ được điểm nặng lắm nha. Làm lại bài 1, gửi lại cho lớp trưởng tổng kết lại gửi lại cho thầy một lần nữa. Đối với bài 1 á, thì mấy em chỉ cần gửi file Word cũng được rồi, file PDF cũng được rồi. Nhưng mà đối với những cái bài thí nghiệm 2, 3, 4 trở về về sau á, là mấy em phải tạo ra một cái thư mục, mỗi nhóm tạo ra một cái thư mục. Trong thư mục đó có file Word, có file PDF của file Word đó và các cái file mô phỏng Simulink tương ứng để thầy có thể kiểm chứng được ha. Rồi mấy em làm lại đây rồi gửi thầy.